Phương pháp nghiên cứu di truyền người. Theo các em thì việc nghiên cứu di truyền ở người nó sẽ gặp những cái khó khăn gì? Có hai cái khó khăn chính. Khó khăn thứ nhất đó là người sinh sản muộn, khoảng trên 18 tuổi đến cái độ tuổi trưởng thành thì chúng ta mới sinh sản được. Và thường thì chúng ta sẽ đẻ rất là ít con. Cái khó khăn thứ hai là không thể nào mà áp dụng các cái phương pháp lai hoặc là gây đột biến ở trên cơ thể của con người. Các cái phương pháp nghiên cứu di truyền ở người thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp như là phương pháp nghiên cứu phả hệ, phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh, phương pháp nghiên cứu tế bào và phương pháp di truyền phân tử. Tuy nhiên, cái phương pháp nghiên cứu phả hệ và phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh là hai cái phương pháp mà nó thông dụng, nó đơn giản và dễ nghiên cứu nhất. Bài 28, phương pháp nghiên cứu di truyền người. Chúng ta chỉ học hai phần, đó chính là nghiên cứu phả hệ và nghiên cứu trẻ đồng sinh thôi. Vậy thì phả hệ là gì? Phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là cái bảng ghi chép các thế hệ. Cô sẽ giới thiệu cho các em một số cái ký hiệu sau. Hình vuông được thể hiện cho nam. Hình tròn được thể hiện cho nữ. Hình vuông không tô màu và hình vuông có tô màu. Tương tự với hình tròn thì đây là hai trạng thái đối lập. Cô lấy ví dụ hình vuông không tô màu này thì nó là nam. Nhưng mà nam tóc xoăn chẳng hạn thì trạng thái đối lập của nó là có tô màu, có nghĩa là nam tóc thẳng. Hoặc là hình tròn nữ, trạng thái đầu tiên đó là cô cho nữ mắt xanh thì đối lập của nó sẽ là nữ mắt nâu. Đây là kết hôn cùng trạng thái, nam kết hôn với nữ nó sẽ thể hiện được bằng một cái đường thẳng như thế này và cái mũi tên chỉ xuống thể hiện là con cái của họ. Đây là những người cùng một cái trạng thái kết hôn với nhau. Đây là kết hôn hai trạng thái đối lập. Ví dụ như là nam tóc xoăn kết hôn với nữ tóc thẳng, hoặc là nam mũi cao kết hôn với nữ mũi thấp chẳng hạn. Ví dụ 1, theo dõi sự di truyền tính trạng màu mắt là mắt nâu và mắt đen qua ba đời của hai gia đình khác nhau, người ta lập được hai cái sơ đồ phả hệ như sau. Đây là cái phả hệ A và phả hệ B. Đời ông bà, cô sẽ giúp cho các em đọc và hiểu được cái phả hệ này nè. Đời ông bà là hình tròn, phụ nữ mà, là mắt mắt nâu, kết hôn với lại ông mắt gì? Kết hôn với lại ông mắt đen. Họ sinh ra hai người con, một trai một gái. Rồi cái người con gái là hình tròn đây. Đi kết hôn với một người nam ở bên ngoài và cái người nam này cũng là mắt nâu luôn. Hai người này sinh ra bốn đứa con, có hai trai hai gái, thì ba đứa là mắt nâu, một đứa là mắt đen, được chưa? Hiểu không? Đứa mắt đen này là đứa con trai. Cái phả hệ B, bà có mắt màu đen, kết hôn với ông là mắt màu nâu, sinh ra hai đứa con, một trai một gái. Người con trai này đi kết hôn với một người phụ nữ bên ngoài, sinh ra bốn đứa con, hai nam hai nữ, và có ba đứa mắt mắt nâu, một đứa mắt đen. Đứa mắt đen này là đứa con gái. Vậy thì mắt nâu mắt đen tính trạng nào là tính trạng trội, vì sao? Thì các em quan sát cái hình này các em rất là dễ thấy thôi. Ở cái đời F1 chỉ có mắt màu nâu thôi. Đời F2 nó mới xuất hiện mắt màu đen, do đó mắt nâu là tính trạng trần trọi. Sự di truyền màu mắt nó có liên quan tới giới tính hay không? Tại sao? Thì các em thấy là ở F2 này, nhìn ở F2, các cái tính trạng mắt nâu và mắt đen, nó đều biểu hiện ở cả nam và cả nữ. Do đó, cái gen quy định cái tính trạng này nó sẽ không nằm trên cái nhiễm sắc thể giới tính. Ví dụ 2, bệnh máu kho đông do một gen quy định. Người vợ không mắc bệnh, lấy chồng không mắc bệnh. Sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai.
có nghĩa là con gái bình thường, không bị gì cả. Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của trường hợp trên. Bố mẹ, mẹ bình thường, mẹ là hình tròn, bình thường là cô sẽ không tô màu. Bố hình vuông, cũng bình thường luôn nên cũng không tô màu. Nhưng mà sinh ra con, mấy đứa không biết. Đứa mắc bệnh là con trai. Đối ngược với bình thường là bị bệnh. Đây là hai trạng thái đối lập. Do đó, con trai này sẽ là hình vuông và được tô màu, là tô màu đen. Cô cho sinh ra bốn đứa con đi, ba đứa còn lại thì bình thường, và đây là cái phả hệ của nó. Bệnh máu khó đông do gen lặn hay là gen trội quy định? Thì các em thấy là nó sẽ là do gen lặn quy định. Vì sao? Vì bố mẹ bình thường, bố mẹ không có biểu hiện bệnh, nhưng mà sinh ra đứa con lại mắc bệnh, do đó nó sẽ là gen lặn quy định. Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan tới giới tính hay không? Tại sao? Di truyền máu khó đông nó sẽ có liên quan tới giới tính. Và chúng ta thấy là vì chỉ có con trai mắc bệnh thôi, do đó mà cái gen quy định nó sẽ là nằm trên nhiễm sắc thể X. Thì từ hai cái ví dụ trên, các em thấy là cái phương pháp nghiên cứu di truyền phả hệ á, là chúng ta sẽ theo dõi sự di truyền của một cái tính trạng nào đó. Ví dụ như là, cái ví dụ thứ nhất là sự di truyền của tính trạng màu mắt. Ví dụ thứ hai là sự di truyền của tính trạng máu khó đông của những người trong cùng một cái dòng họ qua nhiều thế hệ. Để chúng ta biết được là cái tính trạng đó là do cái gen trội quy định hay là do cái gen lặn quy định hay là nó có liên quan tới giới tính hay không. Được chưa? Đây chính là cái phương pháp của nghiên cứu phả hệ. Thì phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ, phả hệ là bản ghi chép các thế hệ. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là chúng ta sẽ theo dõi sự di truyền của một cái tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một cái dòng họ qua nhiều thế hệ. Và chúng ta xác định được đặc điểm di truyền của tính trạng đó là tính trạng trội hay là tính trạng lặn do một gen hay là nhiều gen quy định và nó có liên quan tới giới tính hay không. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Cô sẽ giới thiệu cho các em một số thông tin. Đó là các tính trạng trội thì nó sẽ là mắt nâu nè, tóc quăn, môi dài, mũi cong. Các cái tính trạng lặn tương ứng như là mắt xanh, tóc thẳng, môi mỏng, mũi thẳng. Ví dụ như là bố mà mắt nâu á, kết hôn với mẹ mắt xanh thì xác suất sinh ra con mắt nâu nó sẽ nhiều hơn. Vì sao? Vì mắt nâu nó là tính trạng trội. Bố tóc quăn kết hôn với mẹ tóc thẳng chẳng hạn, hoặc là mẹ tóc quăn kết hôn với bố tóc thẳng thì sinh ra con sẽ có tóc quăn nhiều hơn, tại vì tóc quăn là tính trạng trội. Tính trạng chiều cao thì nó sẽ do nhiều gen chi phối. Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X. Tật dính ngón hai ba, ngón tay thứ hai và ngón tay thứ ba dính lại với nhau á, hoặc là có cái túm lông ở trên tai thì nó là do gen trên nhiễm sắc thể Y. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh. Đây là hiện tượng sinh đôi. Có thể là sinh ra hai đứa con gái, hoặc là một trai một gái, hoặc là hai đứa con trai. Sinh ba. Sinh tư. Sinh năm. Sinh sáu. Vậy thì thế nào là trẻ đồng sinh? Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh. Các em ghi phần này. Trẻ đồng sinh thì thường gặp những trường hợp nào? Ta thường gặp hai trường hợp, đó là trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng. Nghiên cứu phần đầu tiên, trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng. Đây là hình ảnh của sinh đôi cùng trứng. Đây là hình ảnh của sinh đôi khác trứng. Đầu tiên, cô nhận xét về giới tính. Cùng trứng là hai đứa con gái, khác trứng là hai đứa
một nam một nữ. Vậy thì nó có mối quan hệ nào với nhau hay không, hay là đây là một cái hình ngẫu nhiên như vậy? Thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Các em hãy quan sát cái sơ đồ sau đây về sinh đôi cùng trứng và khác trứng để chúng ta có thể so sánh được sinh đôi cùng trứng và khác trứng có gì giống và khác nhau. Về số lượng tinh trùng và số lượng trứng. Cùng trứng sẽ là một tinh trùng, một trứng. Còn khác trứng có thể là hai hoặc là nhiều trứng, hoặc là hai hoặc là nhiều tinh trùng. Đây là quá trình thụ tinh để tạo thành hợp tử. Và sau đó hợp tử nó sẽ phân bào như thế này. Ở sinh đôi cùng trứng nó có một cái điều đặc biệt hơn, đó là phôi bào nó sẽ tách nhau ra, tạo thành hai cái phôi bào. Và từ hai cái phôi bào đó nó sẽ phát triển tạo thành phôi. Còn ở cái sinh đôi khác trứng nó không có cái giai đoạn là phôi bào tách nhau. Về điểm giống nhau. Giống nhau thì trứng nó đều được thụ tinh để tạo thành hợp tử. Đặc điểm giống nhau thứ hai đó là hợp tử nó sẽ phân bào để phát triển tạo thành phôi. Về sự khác nhau, số trứng. Sinh đôi cùng trứng cần bao nhiêu trứng? Một trứng, khác trứng sẽ là hai trứng. Số tinh trùng, các em nhìn trên hình các em sẽ rất là dễ dễ đọc. Tinh trùng của cùng trứng là một, khác trứng sẽ là hai. Hợp tử của cùng trứng là một, khác trứng sẽ là hai. Tại vì hai tinh trùng, hai trứng thì nó sẽ tạo ra hai cái hợp tử. Số phôi là hai cái phôi nó phát triển từ một cái hợp tử, có nghĩa là một cái hợp tử nó tách nhau ra tạo thành hai cái phôi. Bên này sẽ là hai và nó sẽ phát triển từ hai cái hợp tử ra. Phân biệt đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng. Số trứng thụ tinh của cùng trứng là một, khác trứng là hai hoặc là nhiều trứng, có thể là sinh ba, sinh bốn, sinh năm gì đó. Số tinh trùng tham gia cùng trứng là một, khác trứng cũng là hai hoặc là nhiều tinh trùng. Về kiểu gen, vì cái đồng sinh cùng trứng này nó được tạo ra từ một tinh trùng và một trứng, do đó nó sẽ có cùng kiểu gen. Bên kia sẽ là khác kiểu gen. Về kiểu hình thì nó sẽ giống nhau, khác trứng thì nó sẽ khác nhau. Về giới tính, cùng trứng là cùng kiểu gen, cùng tinh trùng, cùng trứng, do đó nó sẽ cùng giới. Còn khác trứng thì nó có thể là cùng giới hoặc là khác giới. Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh. Trường hợp này là hai anh em sinh đôi, Phú và Cường, là một cái ví dụ về ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. Thì bố và mẹ của hai em này đều là bộ đội và đã hy sinh năm 1975, lúc mà hai em mới được 2 tháng tuổi. Thì sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, một người bạn chiến đấu của bố đã đón Phú về nuôi dạy tại thành phố Hồ Chí Minh. Phú tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao và hiện tại đang là huấn luyện viên điền kinh. Ngược lại, Cường là được một người bạn chiến đấu của mẹ đón về nuôi dạy tại Hà Nội, và Cường thì tốt nghiệp trường Đại học Tài chính và hiện tại đang là kế toán cho một công ty. Hai anh em mới sinh ra, tại vì hai anh em này là sinh đôi cùng trứng, có nghĩa là có cùng kiểu gen, đúng không? Có cùng kiểu gen, có cùng giới tính. Đều sinh ra thì sẽ giống nhau như hai giọt nước, đều có mái tóc đen và hơi quăn một chút. Mũi thì mũi cao dọc dừa, mắt đen. Sau 30 năm gặp lại thì họ sẽ có 3 điểm khác nhau rất là rõ rệt. Phú được nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang là điền kinh nên chạy ngoài trời nhiều quá, nước da rám nắng, nói giọng miền Nam và thường là sẽ cao hơn 10 cm. Còn Cường làm kế toán ở ngoài Hà Nội, ngồi trong phòng máy lạnh nhiều, không có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều, nước da có vẻ trắng hơn. Cái khác thứ hai đó là nói giọng miền Bắc, và cái khác thứ ba đó là
thấp hơn 10 cm. Thì các em thấy là các cái tính trạng về chất lượng, ví dụ như là về tóc răng thì nó vẫn giống nhau, hoặc là về cái mũi thì nó vẫn giống nhau, đó là các cái tính trạng về chất lượng. Còn tính trạng về số lượng có nghĩa là các cái tính trạng mà bên ngoài chúng ta có thể nhìn thấy được á, thì nó có thể là thay đổi tùy thuộc vào cái điều kiện môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Một ví dụ khác, Nam và Minh là hai trẻ đồng sinh cùng trứng, có nghĩa là có cùng kiểu gen và có cùng giới tính, có cùng nhóm máu và nhiều sở thích giống nhau. Cả hai đều được cô giáo nhận xét là thông minh, có năng khiếu toán học. Càng lên lớp trên thì Minh càng chăm học, còn Nam là mãi chơi không nghe lời ba mẹ thầy cô. Minh thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi toán. Nam không thi đậu cấp 3 nên phải học ở trường dân lập Trần Quốc Tuấn. Vậy thì năng khiếu học phụ thuộc vào kiểu gen hay là phụ thuộc vào môi trường? Năng khiếu là sẽ phụ thuộc vào môi trường. Cô có các cái ví dụ như là nhóm máu nè, màu mắt, dạng tóc, dạng mũi thì nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen và nó là các cái tính trạng chất lượng. Mà cái tính trạng chất lượng ở bài trước chúng ta đã học rồi, tính trạng chất lượng thì sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen. Còn các cái tính trạng như là chiều cao, cân nặng, tâm lý, tuổi thọ, năng khiếu toán, âm nhạc, hội họa, chịu sự ảnh hưởng của môi trường, có nghĩa là chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ có thể thay đổi được. Và đây là các cái tính trạng số lượng thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường. Vậy thì việc nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được vai trò của kiểu gen và môi trường đối với sự hình thành tính trạng. Do đó nó sẽ hình thành ra những cái cơ sở giáo dục. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Chúng ta củng cố lại bài chúng ta học hôm nay, đó là phương pháp nghiên cứu di truyền người. Đầu tiên là nghiên cứu phả hệ, là theo dõi sự di truyền của một cái tính trạng nào đó và xác định được cái đặc điểm di truyền. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh. Trẻ đồng sinh là trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng. Khác trứng thì nó sẽ khác kiểu gen, có thể cùng giới tính hoặc là khác giới tính. Cùng trứng là cùng kiểu gen và nó sẽ là cùng giới tính. Về ý nghĩa, kiểu gen và môi trường nó sẽ có ý nghĩa trong cái quá trình hình thành các cái tính trạng. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.